anh về. Anh. Đợt này em đi công tác tận một tuần đấy. Anh có trụ nổi không đấy? Cái gì? Tận một tuần cơ á? Hay là để anh đi cùng phụ em? Thôi, em đi một mình được rồi. Nhưng mà nhớ là phải trông coi nhà cửa cẩn thận đấy. Được rồi, để anh ở nhà anh đợi em vậy. Mà đến nơi ấy, phải gọi điện cho anh luôn đấy nhá. Em biết rồi. Thôi, em đi nhá. Vậy đi cẩn thận đấy. Em bé của anh à? Con vợ anh vừa đi rồi. Qua với anh nhá. Yêu em. Nào, em ạ. Em không muốn làm ở đây đâu. Em muốn làm ở giường của anh với cô ta cơ. Được. Vợ anh nó nhạy cảm lắm. Bây giờ phát hiện mùi lạ cái nó chết ngay. Thế ý là anh không muốn em lên giường của anh với cô ta hay gì? Thế mà lúc đầu cứ bảo là không sợ, chỉ có mõm. Trời ơi, bắt đầu rồi đấy. Ta mới nói có thế thôi mà đã dỗi rồi. Được rồi, lên thì lên. Mẹ em. Ơ, sao lại có giày với cả túi của con gái ở trong này nhỉ? Có mỗi cái bát mà em không rửa xong à? Hả? Như vậy mà đòi làm người giúp việc. Em ý, em chỉ đáng tuổi xách dép cho vợ anh thôi. Chẳng qua là bếp núc nhà cửa vất vả, anh mới phải thuê em về. Chứ không ấy còn lâu ấy. Khiếp, anh thuê người giúp việc thôi. Mà có cần nhất thiết phải mắng người ta như thế không? Vợ về rồi à? Em chào chị ạ. Chào em. Em tính là một tuần nữa mới về cô. Nhưng mà đi công tác em nhớ chồng em quá, nên là em phải về sớm. Mà đang định tạo bất ngờ cho chồng, ai ngờ chồng lại bất ngờ lại cho em. Tại vì anh không muốn cái đôi bàn tay này vất vả thêm nữa. Khiếp, yêu chồng thế. Thế để anh đưa vợ vào phòng nghỉ nhá. Sao? Thế ngày hôm nay vợ anh có mệt không? Chút chút. Thế thì đích thân anh ngày hôm nay sẽ massage tại da cho em luôn. Nhưng mà anh cứ chiều em như thế này, xong rồi em sinh hư thì sao? Ngày nào cũng đòi anh massage đấy. Thế thì anh lại nguyện được massage cho em cả ngày ý chứ. Chỉ giỏi nịnh thôi, thôi massage đi. Đã bao giờ anh chiều chuộng tôi như thế chưa? Tôi đã vì anh mà nhẫn nhịn, rồi lại thành ô xin không công cho nhà anh nữa. Anh cứ đợi đi mà xem. Chắc là định tạo bất ngờ cho mình đây. Chả biết học đầu cái thói lãng mạn thế không biết. Rồi mọi thứ của cô rồi cũng sẽ là của tôi thôi. Xem cô còn cười được bao lâu nữa. Em bé của anh quá. Anh ý, lúc nào cũng tỉnh tứ với cô ta trước mặt của em thôi. Cứ như thế thì ai mà chịu được. Kiểu thôi, đừng giận anh nữa. Thì em cũng thấy rồi đấy. Anh chỉ coi cô ta như là đồ vật thôi. Em đừng giận anh nữa. Anh có cái này cho em này. Nốt lần này thôi đấy nhá. Tranh thủ vợ anh đang không có ở nhà. Đây chẳng phải là cái son trong túi anh Minh sao? Tại sao cô ta lại có thỏi y hệt như thế nhở? Chị My. Chị thấy màu son mới của em có đẹp không? Bạn trai em tặng đấy. Bạn trai á?
có lẽ. Bốn. Gì đây? Nay lại chuẩn bị của quần áo cho mình à? Anh nhớ mặc bộ này nhé. Lát em qua. Đúng là không sợ trời không sợ đất. Đấy, tao bạo như này có phải anh thích không? Anh muốn tạo cảm giác mạnh cho em thôi mà. Ngày hôm nay ấy, anh sẽ chiều em hết đêm nếu như mà em thích. Em chỉ thích anh là của em thôi, không thích anh là của cô ta đâu đấy. Thì được rồi, em chịu khó thêm một thời gian nữa đi. Anh hốt nốt đúng một món nữa thôi, rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Chả biết là anh có hốt được không, hay là chị ta đã bay anh ra khỏi nhà rồi đấy chứ. Thôi này, em coi thường anh đi à? Mà này. Xong đấy. Anh có thấy nó nóng nóng? Anh thấy người ngay nóng nóng rát rát đi. À, tôi chết rồi. Em bỏ cái gì vào quần của anh đây? Trời ơi, tại sao nó nóng mà nó rát như thế này? Này, có mà anh bỏ cái gì vào quần của em ấy, tự dưng bày ra cái trò chuẩn bị quần áo rồi. Này, em đừng có nói như thế nhá. Rõ ràng là lúc nãy anh vào phòng này, em để nguyên một bộ quần áo của anh lên trên đấy kèm cả tờ giấy là cái gì? Anh mặc bộ này vào nhờ, lát nữa em qua. Em cũng bị thần kinh đâu mà làm cái việc đấy. Vợ anh biết thì sao? Chẳng có lẽ. Sao? Mới nóng bỏng có một tí mà hai người đã không chịu được rồi à? Đáng lẽ ra tôi phải cho thêm ớt cơ. Cái gì? Ớt? Hóa ra mọi chuyện này là do cô làm. Tại sao cô dám bỏ ớt vào trong quần của tôi? Tại sao lại không? Anh dám dẫn nhân tình về nhà, lòe qua mắt tôi. Thế tôi làm điều này tại sao lại không được? Này, chị quá đáng là vừa chứ. Chị sát ớt vào đấy thì ai mà chịu được. Lúc mà tôi biết chồng tôi bỏ tôi đi theo cô ấy, tôi cũng nghĩ là không chịu được. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nó chả là vấn đề gì cả. Không chịu được thì cũng phải chịu thôi. Còn anh và cô ta, bao giờ hết cháy thì đến gặp tôi và mẹ chồng tôi. Tức là mẹ của anh Minh ạ. Này, Kiểu Mi, nghe giải thích đã. Mi ở đây, anh Minh.